là phụng sự chúng sanh, là báo ơn chư Phật, là cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh qua chiều hướng ăn mặc ở bệnh, hay nói khác hơn là giúp cho chúng sanh được về với chùa nghe được Phật pháp. Thưa quý vị, cái đề tài chúng ta muốn chia sẻ quý vị hôm nay đó là công đức phóng sanh niệm Phật. Nó có một cái năng lực chuyển hóa bệnh hoạn, và đặc biệt nó có cái năng lực đó là tiêu tai giải nghiệp, thọ mạng kéo dài, và công đức niệm Phật kéo dài thọ mạng và trí tuệ phát sanh. Trân trọng giới thiệu, hôm nay sẽ có một cô mà chúng tôi đã giới thiệu nhiều băng đĩa từ những cái đĩa ở ngoài Đà Nẵng. Đó là cô này bị bệnh sơ gan, bụng sưng lên, thế mà cổ niệm Phật một tuần lễ bụng xẹp xuống và tiểu đường rất cao, mà cổ niệm Phật thì gì? Tiểu đường giảm xuống, và hôm nay cũng mạnh khỏe, cổ bình dương. Hôm nay cổ có đi đến đây, chúng tôi cũng trân trọng mời cổ lên sau khi chúng tôi giảng có Phật pháp nhiệm màu. Ha, đâu rồi cô ở Bình Dương, đâu rồi, lên đây mang cái ghế cho ngồi bên hông giùm thầy đi ạ. Quý vị cho anh chồng phát tay thật lớn thật dài ạ. Cô này cổ đã kể cho chúng tôi tại Bình Dương, và chúng tôi đã kể nhiều băng đĩa. Hôm nay chúng tôi muốn minh chứng rằng công đức phóng sanh và niệm Phật tiêu ta giải nghiệp hết bệnh và thọ mạng kéo dài. Chúng tôi xuống niệm Phật đường Bình Dương, khi chúng tôi ngồi nói chuyện với cổ thì cổ kể, và chúng tôi định mời cổ xuống chùa Liên Hoa ngày 17 tháng Giêng ở tại Bạc Liêu, nhưng mà báo gấp quá cổ đi không được. Chúng tôi có hẹn với Phật tử ở Bạc Liêu là ngày 24 tháng 2 cổ đến. Quý vị cho anh chàng pháo tay ạ. Đặc biệt có một cái bệnh bị bệnh sơ gan, cái bụng sưng lên rất lớn, mà những người khác thì bác sĩ rút nước ra đó. Một ngày những người khác mà cái bụng bị sình lên á, sưng lên á, thì rút ra khoảng 5 lít nước. Nhưng cổ thì rút ra có nửa ống xe lanh, nhưng mà cái bụng nó không có xẹp. Cuối cùng bác sĩ kêu thôi, bà nằm đây một tháng rồi, thôi bà đi về nhà đi, đuổi bà về. Coi như bác sĩ không chữa được bệnh. Mà Phật A Di Đà là đại y vương chuyển được nghiệp. Khi chuyển được nghiệp thì hết bệnh. Và cổ khi về lại cổ niệm Phật ăn chay, phóng sanh tu hành, chuyển được nghiệp. Đây là một nhân vật mà chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu quý vị Phật tử có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là giới thiệu cho toàn thể quý Phật tử khi được xem cái đĩa này lên trên trang web vôlượngthọ.vn của toàn thế giới ha. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sở dĩ mà hôm nay quý Phật tử quy tụ về số lượng người nhiều như vậy trong cái vùng thôn quê hẻo lánh, chùa Linh Phước được xem là cái nơi xa xôi, hẻo lánh, là do cái duyên chúng tôi đã kết duyên với phóng sanh nhiều năm qua. Chúng tôi nghĩ cái lượng phóng sanh mà trong vòng từ năm 2010 đến hôm nay á, thì trung bình cứ một năm thì chúng tôi đi phóng sanh khoảng 12 lần trung bình, và có thể phát sanh thêm một tháng 2 lần hoặc một tháng 3 lần. Vì vậy chúng tôi cứ cho là khoảng 12 lần trong một năm. Mà mỗi một lần thì vào tầm khoảng 4-5 tấn cá. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng cái số lượng cá rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng vì cái phóng sanh đó, cho nên riêng bản thân chúng tôi đến ngày hôm nay thấy rất là khỏe, và hầu như trong cơ thể không thấy bệnh gì nan y, và hầu như cảm bệnh thông thường cũng ít thấy đến với mình. Cho nên chúng tôi nói công đức phóng sanh tiêu bệnh, và công đức ăn chay giải nghiệp tiêu bệnh. Lắng nghe ha. Vừa rồi Vía Quan Âm ai có đi lại 500 danh hiệu giơ tay cho biết ạ. Wow, gần như là hết rồi. Quý vị công nhận vừa rồi Vía Quan Âm xuất sắc không ạ? Xuất sắc. Nếu ai có internet chút trưa hôm nay về coi liền. Còn nếu không có internet thì chúng ta sẽ gọi điện thoại lên tỉnh Thất Quan Âm để xin đĩa. Khoảng 5 ngày về sau chúng tôi sẽ dập 10.000 bộ. Chúng tôi cũng không ngờ vừa rồi có thể chúng tôi giảng được hơn 4 tiếng đồng hồ. Và giảng xong là 1 giờ 15 phút. Nghỉ nửa tiếng đồng hồ đến 2 giờ kém 15 chúng ta lại đến 5 giờ xong hỏi quý vị. Chúng tôi rất hài lòng về cái đĩa Vía Quan Âm năm nay. Và đặc biệt năm nay chúng ta chỉ tổ chức một lần.
À, cuối cùng, bởi vì chúng tôi muốn đi sâu vào giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Tịnh Không nếu nói nếu những người muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ, muốn đi làm pháp sư giảng sư, thì không làm kinh sám vật sự và không tổ chức pháp hội, chỉ chuyên tâm vào giảng kinh thôi, thì người này giảng 3 năm đến 5 năm đến 10 năm thì có sự thành tựu. Thành tựu đó là gì? Là nhiều người Phật tử sẽ phát bồ đề tâm kính tinh Tây Phương Cực Lạc, và họ sẽ phát bồ đề tâm giống mãnh nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để khi thọ mạng họ hết, họ diễn kiến Đức Phật A Di Đà và họ hóa sanh trong hoa sen, để cho họ mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là mục tiêu mà hôm nay chúng tôi đi theo vị lão sư này, chứ không phải là ở chùa Đại Tùng Lâm Hòa Thượng Quảng Hiển không cho chúng tôi tổ chức, mà chúng tôi muốn dừng lại để dành toàn bộ thời gian để đi vào giảng kinh Vô Lượng Thọ, mà giảng trên Internet. Giảng Internet tức là quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn, quý vị kéo cái phần mềm trên vệ tinh TV về, quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng trực tiếp. Và buổi phóng sanh này gần như là lần cuối. Vì sao? Vì chúng tôi ít đi phóng sanh lại và sẽ nhờ các chùa chia ra để tự phóng sanh giùm chúng tôi. Và quý vị cũng sẽ phóng sanh hôm nay lần cuối. Chúc mừng cho quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Vì sao chúng tôi không tổ chức phóng sanh nữa? Vì mỗi lần chúng tôi đi xuống đây, chúng tôi dành cái thời gian để mà sắp xếp cái chương trình, hầu như là mất một tuần lễ trước khi đi và sau khi đi xong về. Cho nên chúng tôi gửi tiền, nhất là chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu, chùa Thượng Tọa Thiện Kim, chúng tôi gửi 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu để Thượng Tọa sẽ tự tổ chức trong chùa giùm chúng tôi, mà chúng tôi ở nhà chuyên giảng kinh như Hòa Thượng Tịnh Không. Và ai muốn gặp chúng tôi thường xuyên thì vào trang web vôlượngthọ.vn để xem ngày giờ chương trình, và vào trang web vệ tinh tv.com kéo chương trình phần mềm đã xuống, cài vô điện thoại iPhone, cài vô iPad, Samsung, vô vi tính và vô trong TV. Chỗ nào có Internet là chúng ta kéo phần mềm đó về để chúng ta nghe trực tiếp chúng tôi giảng một ngày 2 tiếng. Quý vị quan hệ không ạ? Chúng tôi thích làm điều này. Chúng tôi thích làm điều này. Và chúng tôi cũng không ngờ vì sao cái sức khỏe vừa rồi là gần như ngồi sinh hoạt 5 tiếng đồng hồ từ 8 giờ tối đến 1 giờ khuya và từ 2 giờ kém 15 lại đến 5 giờ sáng. Cái này sức khỏe không phải là sức khỏe của chúng tôi, mà sức khỏe từ ở đâu? Từ công đức phóng sanh. Quý vị tin không? Chúng tôi tin. Và sức khỏe từ đâu mà chúng tôi có thể từ 8 giờ tối mà cho đến 5 giờ sáng? Từ công đức ăn chay. Hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang, mà chúng tôi tin tưởng điều này. Chúng tôi tin tưởng điều này, thì chúng tôi mong quý vị là tin tưởng điều này, là phát tâm ăn chay, phát tâm phóng sanh, có một sức khỏe dẻo dai bền bỉ. Và khi mình phóng sanh thì sao? Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. Câu này hay lắm anh em. Thuận lòng trời, khi chúng ta phóng sanh, đây là một trong 10 điều thiện của thập thiện nghiệp. Và khi chúng ta làm một trong 10 điều thiện này thì trời á, là chư thiên á, là sẽ gì? Sẽ hợp, tức là được sự gia trì, được sự phối hợp, được sự gia hộ của các vị chư thiên long thần hộ pháp. Thuận tánh Phật tức là người phóng sanh ăn chay á, là người ta có lòng từ bi người ta mới làm được nha. Không có lòng từ bi người ta làm không được. Vì vậy cho nên thành ra người ta mới thuận tánh Phật. Thuận tánh Phật tức là cái tánh của Phật, cái tâm của Phật á, là lòng từ bi, vô ngã vị tha. Mà chúng ta phát bồ đề tâm phóng sanh rất là thuận tánh Phật. Cái này là 10 công đức phóng sanh Phật dạy nha. Mà cái người nào mà thuận tánh Phật á, là được Phật gia trì, được Phật gia hộ. Loài vật cảm ơn. Thế vì chiều hôm nay nó chết, nó bị cắt cổ, nhỏ lông chiên xào nấu nướng, mà mình thả nó ra thì nó biết ơn mình, nó sẽ báo ơn mình và nó sẽ trả nợ mình. Những người con mà vào trong gia đình mình á, mà nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh, nó không nghe lời mình á, là đời trước mình oán thù với nó, bây giờ nó vô nhà nó báo oán, nó đòi nợ. Như thế nào gọi là oán thù với nó? Mình ăn thịt nó, mình cộng nghiệp giết, gọi là gián tiếp giết nó. Cho nên thành ra bây giờ nó sanh vào trong nhà mình, nó sẽ báo thù lại mình.
Cho nên những người con đó là oán thù nó đến với mình. Hôm nay mình muốn chấm dứt cái oán thù này, là quyết tâm không ăn thịt chúng sanh nữa. Lắng nghe tòa án quan nói nha. Sáng hôm nay mới có chưa tới 2 giờ, 1 giờ 35 phút. Nằm ở ngoài phòng trọ. Vô phòng trọ nằm từ khoảng 9 giờ mà đến 1 giờ 35 thức dậy. Thường cái giờ của chúng tôi hôm nay là nó vào tầm khoảng 1 giờ hơn. 2 giờ là trễ nhất của chúng tôi. Giờ đây chúng ta, quý vị vô nhìn chúng tôi bằng trực tiếp, bằng xương, bằng thịt. Hôm nay thấy thịt xương chúng tôi chưa? Chứ vài bữa là chỉ nhìn qua màn hình internet thôi nha. Và 19 tháng 6 chúng ta cũng lại qua internet. Tại nhà chúng ta cũng thấy chúng tôi trực tiếp giảng 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng rồi lại chung với chúng tôi luôn. Tại Việt Nam lúc mấy giờ? Tại Mỹ lúc mấy giờ? Tại Úc lúc mấy giờ? Tại châu Âu lúc mấy giờ? Tại Iceland lúc mấy giờ? Thì lên trang web vôlượngthọ.vn thấy thời gian trên đó rõ ràng để quý vị nghe chúng tôi giảng và chúng tôi lại chung với quý vị trên đó, và cả gia đình quý vị ai cũng được lại hết. Chúng tôi muốn điều này. Và đặc biệt khi vào trong đó rồi, quý vị sẽ thấy một chương trình là tại nhà quý vị được bao nhiêu người chuẩn bị lại với chúng tôi. Quý vị gửi cho chúng tôi một cái email để biết cái số lượng người đó. Thì khi chúng tôi bước lên trên đó giảng cái là chúng tôi nói hiện giờ bây giờ trên toàn thế giới được 200.000 người. Không biết được không ta? Biết đâu bữa nay mình ngồi tại đây, mình mở miệng mình nói 200.000 thì nó có 200.000 thì không ta? Chúng tôi tin tưởng điều này. Vừa rồi lễ vía là chỉ trong Việt Nam không ạ? Mà 70 mấy 80 ngàn phải không ạ? Thì toàn thế giới 200 là chắc. Chúng tôi muốn xiển dương điều này. Cho nên thành ra chúng tôi muốn quý vị ngồi lắng động tâm tư. Đừng nhìn đi đâu, nhìn mặt thầy thôi. Và gì nữa? Đừng nên nói chuyện nha. Đừng nên nói chuyện. Nghe nè, sáng hôm nay 1 giờ rưỡi ngồi niệm Phật cho đến khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ tự nhiên cầm cái cuốn Ấn Quang lật ra đúng ngay cái trang 307. Lạ nghe, lật ra cái đúng 307, đọc đến một cái đoạn này của Ấn Quang Đại Sư nói cái tự nhiên gì? Sáng nay nói cái đoạn này cho Phật tử nghe được coi lấy. Nhưng mà nhiều lúc quý vị đọc mà quý vị không có thẩm thấu cái nghĩa lý á, thấy nó không có hay. Nhưng khi chúng tôi giảng ra rồi, cái loại chúng tôi đọc xong chúng tôi giảng ra rồi, quý vị nghe nó thấm thía cái nghĩa lý trong này. Bởi vì đây là tổ Ấn Quang, là tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 13 vị tổ. Tổ Ấn Quang khi ngài tịch á, mà đặc biệt thiêu để lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Nhớ nghe, cái răng của mình mà vào lửa khoảng 1000 độ, khi bắt đầu nó thiêu là nó cháy rụi hết trơn. Không có còn một cái gì hết trơn, răng đồ là thành tro hết trơn. Nhưng mà riêng đặc biệt ngài thiêu cỡ gì đi nữa, 32 cái răng còn nguyên vẹn. Tức là ngài muốn nói rằng tất cả những lời của ngài nói trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Đại Sư Tục Biên á, thì chắc chắn như răng của ngài. Và đây là chân lý không có cái gì phá hủy được. Mỗi vị Bồ Tát ngài để lại một cái hạnh nguyện khác nhau, giống như là Bồ Tát Thích Quảng Đức thì để lại trái tim thiêu mấy ngàn độ cũng không cháy. Mà riêng tổ Ấn Quang là chúng tôi đi đến Phổ Đà Sơn, thì chúng tôi đến cái ngôi chùa mà hồi xưa ngài ở trên đó. Và ở trong cái liêu phòng của ngài bây giờ còn lại một cái bình bát, rồi một cái bộ y, và một cái cuốn kinh A Di Đà, và 4 chữ A Di Đà Phật. Nhớ nghe, tổ Ấn Quang niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Cho nên ngài nói trong này là niệm 4 chữ cũng được hoặc 6 chữ cũng được, và niệm A Mi Đà Phật cũng được, mà A Di Đà Phật cũng được. Chứ đừng có nói A Mi là đúng, A Di là sai. Và đừng nói là A Mi dễ niệm mà A Di là khó niệm. Mình niệm riết là nó quen, chứ không cái gì dễ khó. Và đặc biệt là giờ gần lại đây chúng tôi thấy có nhiều người nói là niệm A Mi là được chứ niệm A Di là sai. Không phải. Xưa nay có nhiều người niệm A Di Đà Phật vãng sanh không quý vị? Có. Và xưa nay theo cái thông tục tập quán là người ta đều là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hết rồi. Cho nên chúng ta không có bị kẹt trong ngôn ngữ, không kẹt trong danh từ. Khác danh từ mà đồng nhân vật, A Mi Đà Phật, A Mi Thổ Hộ, A Mi Ta Bà, đều là niệm công đức Phật hiệu và Đức Phật đang ở Tây Phương Cực Lạc. Không có bị dính mắc và phân biệt và tranh chấp nhau về cái vấn đề ngôn từ. Chúng ta phải hiểu như thế ha. Thưa quý vị,
Trước khi chúng tôi đọc cái lời này của Tổ Ấn Quang, cho chúng tôi giới thiệu Ngài Ấn Quang, vì sao nói Ngài là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Lắng nghe nha, trân trọng những giây phút này nha. Cho nên chúng tôi mới nói là phóng sanh lần cuối, là bởi vì chúng tôi nhờ quý thầy phóng sanh. Chúng tôi ở một nơi ở trên Đà Lạt, chúng tôi tập trung toàn tâm đi vào một cái phòng thâu băng và đặt những cái máy quay phim này chúng tôi muốn quay. Trước Tết chúng tôi muốn giảng một ngày 2 tiếng mà vẫn không có thời gian. Cho nên thành ra chúng tôi phải lo, cho nên vẫn chưa giảng được một ngày 2 tiếng. Đó là cái tâm nguyện chúng tôi muốn làm lắm. Bây giờ cái tâm huyết mà đang muốn giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà trú giải Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Tịnh Không trao cho chúng tôi năm 2010 đến hôm nay là 5 năm rồi mà vẫn chưa giảng xong. Vì chúng tôi thấy cái lối giảng của chúng tôi và kinh Vô Lượng Thọ có nhiều người hưởng ứng quá. Vì vậy chúng tôi mới tập trung vào trong cái điểm chính này. Vì vậy chúng tôi từ bao nhiêu năm nay chúng tôi làm cái trợ hạnh này rồi, bây giờ tìm một cách khác là để nhờ các chùa khác phóng sanh giùm mình. Khi Phật tử hưởng ứng gửi tiền đến chúng tôi để phóng sanh thì chúng tôi sẽ phân bổ chia ra những chùa để phóng sanh giùm chúng tôi. Dĩ nhiên là quý vị cũng sẽ ít nghe chúng tôi giảng về cái đề tài phóng sanh này đó. Bây giờ trong 5 năm nay chúng tôi giảng rất nhiều về cái đề tài phóng sanh rồi. Mà những người nào có căn lành để phát bồ đề tâm phóng sanh thì người ta làm liền. Và có những người đến ngày hôm nay nè, người ta nghe rất nhiều lần rồi người ta mới khởi bồ đề tâm phóng sanh. Hôm qua chúng tôi đi chung với một cái chú Thanh mà ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị nhớ anh chàng này hồi trước mà giết heo bú trong người cục 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 không? Nhớ anh chàng này không ạ? Hôm nay có những nhân vật đi theo chúng tôi rất là đặc biệt. Đặc biệt anh chàng này chạy xe ôm, mà anh nói hôm nay con phóng sanh á một con cá loại đặc biệt lắm, nó khoảng 140.000, ngày hôm sau con chạy xe được 350 luôn, lời ghê. Quý vị nhớ chú này không ạ? Qua đi chung với chúng tôi, anh nói dầu cho chạy xe ôm một ngày 10 triệu cũng không bằng đi phóng sanh. Dễ gì đi phóng sanh mấy tấn với thầy. Bây giờ trong người con cũng còn bú mà không còn nhức nữa. Lắng nghe nha, lắng nghe nhân vật này nha. Hầu như là hôm nay chú này xuống đây không phải là thầy kêu lên Phật Pháp Diệm Bầu, và trên đường đi thầy cũng không phải là kêu chú này lên giới thiệu, mà đến ngay giây phút này chúng tôi muốn nói là ăn chay phóng sanh hết bệnh. Trong người ông bú cục 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 còn dám rô nè, mà bú này không nhức nữa, u nằng trong người không nhức nữa, lặn xuống 2/3 rồi. Có phải là ăn chay để chuyển bệnh không? Ăn chay chuyển bệnh. Nói Phật Pháp Nhiệm Màu tại tỉnh Thất Quan Âm mấy năm rồi, nhưng mà hôm nay vẫn duy trì mỗi ngày đi phóng sanh, chạy xe ôm. Mà nói rằng ngày hôm nay phóng sanh là ngày mai chạy xe ôm, có lời liền. Cũng lâu lắm rồi à, trời rời chúng cục nè. Quý vị cục bú rõ ràng quý vị à, cứng ngắc à, có đau không à? Nay bú mà không đau nữa. Hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay muốn nói muốn hỏi về cái vấn đề phóng sanh và cái cơ thể bệnh hoạn như thế nào. Nói cho Phật tử nghe chút xíu nha. Chúng tôi không phải quảng cáo, mà chúng tôi muốn muốn đem những nhân vật người thiệt việc thiệt này trong người bú đầy hết trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chư vị thượng tu, con tên Trần Ngọc Thanh, pháp danh Hội Pháp. Con cũng lên địa Phật Pháp Nhiệm Màu rồi. Nên hôm nay nói với quý Phật tử nghe là hôm nay con xuống đây gọi là cũng có duyên thôi, đi với cô Ngọc Sưng lại chú Thiền An rồi quan của dây Liên Thành á, ăn rồi cô nói phóng sanh là cuối cùng nên cố gắng đi theo. Đi theo cũng tình cờ lên nước thầy thôi, rồi xuống đi phóng sanh. Phóng sanh ở Tiền Giang hết một buổi rồi, rồi qua đây phóng sanh lần nữa. Nhưng mà phóng sanh rất là bí diệu. Phóng sanh là ăn chay ít bệnh hoạn, phóng sanh thọ mạng kéo dài. Nhưng mà nhớ trong câu thứ 8 lời Phật dạy hay thứ 9 gì đó là hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan nghỉ. Con cá nó thả ra mình không ăn thịt nó thì nó không có sợ. Nó cứ bơi lòng vòng vòng mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi một chút xíu cái nó quay lại. Kiểu như nó cảm ơn mình nhưng mà nó không được. Nhưng mà đi chạy xe ôm rất là thuận lợi. Hôm nay thí dụ con cá ngát nó giống như cái con cá chơi vậy đó. Nó có 3 cái gai. Nhưng mà hôm bữa thấy mua con cá nó rất tội nghiệp, nó có bầu bụng nó to lắm,
mua con cá khoảng 170 ngàn. Hôm sau thì chạy cái cuốc đó khứ hồi là 300 ngàn. Cuốc thứ hai là 50. Cuốc thứ ba cuối cùng là 80. Tổng cộng là 430 ngàn. Lời được mấy trăm ngàn. Nên thích đi bông xanh lắm. Một tháng là thường thường bông xanh khoảng 20 mấy ngày. Tại vì ở Bà Rịa Vũng Tàu là cá nước mặn mà. Cá nước ngọt ở dưới miền Tây rẻ lắm. Nhưng mà quê vợ miền Tây, còn quê chồng thì ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu xa quá. Mỗi lần đi về đây thích bông xanh lắm. Cá miền Tây nó rẻ tiền. Còn cá trên Bà Rịa Vũng Tàu mắc lắm. Mắc cũng phải làm có công đức về Tây Phương Cực Lạc được. Chứ ở đây mình có tiền nhiều mà mình không làm được. Lúc lâm chung á, lúc áo cũng phải lắc lại. Nên mong quý Phật tử đó cố gắng ăn chay trường, phóng sanh. Nhất là quê Phật tử ở miền Tây, ở đây miền sông nước, cá nó rẻ, nên mình mua mình phóng sanh đi. Đang cố gắng ăn chay trường. Chứ mình ăn mặn lúc ngon miệng á, qua cổ họng xuống tới bao tử nó, thịt với rau nó cũng như nhau à. Đang cố gắng. Rồi mình bệnh, cái mình rên, mình ăn mình phải trả nợ. Giống như mình thiếu nợ ngân hàng vậy, thiếu nợ sao đen vậy, người ta tới ta đòi mình phải trả, đúng không? Chứ Phật tử đừng ăn thịt chúng sanh lúc lâm chung nó ra đi lẹ lắm. Như ba của thầy nè, đó, ba thầy ra đi rất là lẹ, nhẹ nhàng. Mong quý Phật tử cố gắng ăn chay trường, niệm Phật phóng sanh, rồi cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ ở đây của cải tiền bạc nhiều, đâu có đem theo được gì đâu. Nhưng mà của nhiều là cứ suốt ngày cứ lo chiếc xe hoài, o bế nó hoài khổ lắm. Không niệm Phật, nó mình phải cố gắng niệm Phật. Như tôi cũng đâu có giàu có gì, cũng chạy xe ôm sống 3 ngày thôi. Khuyên quý Phật tử cố gắng nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đặc biệt chú này không có cái đĩa nào của chúng tôi ra mà chú không xem. Và hôm bữa chú nói đi lên bệnh viện Chợ Rẫy sao thấy đông quá. Chợ Rẫy là gì? Rẫy là người ở giường ở Rẫy á, đi lên nhìn thương đông như chợ, người ta đặt nhà thương Chợ Rẫy. không biết ai phân tích Chợ Rẫy mà ông nói Chợ Rẫy vậy đó. Thôi được rồi, cảm ơn xuống ha. Tuy rằng chú nói có vài câu thôi, nhưng mình nghe bằng tất cả tấm lòng, bằng hành động của chú mình cảm xúc không ạ? Rau với thịt khi qua khỏi cuốn họng thì nó cũng bằng nhau. Hình như ông ăn cắp nghề chúng tôi sao? Bữa chúng tôi có nói câu này, phải không ạ? Chú này nói bằng cái gì? Bằng cái tâm cảm nhận sự thực và bằng cái kinh nghiệm. Nghe hồi nãy rời cái tay ông thấy cục bú thật to nghe. Hồi trước là giết heo 12 năm, giết cho ông cậu á, mà ăn cơm với ổng rồi giết, lâu lâu ông cho tiền xài chứ không phải là giết mướn. Bây giờ ở trong nhà ổng là phải giết, mà giết heo toàn là ăn những thịt nạc, thịt đồ này nọ, mà bệnh hoạn bú đầy người hết trơn. Mà đến hôm nay á, nó lặn hết 2/3, thuốc gì chữa cũng không hết. Cho nên chúng tôi mới nói ăn chay là chuyển nghiệp hết bệnh. Và bây giờ bú trong người còn mà không đau nhức, còn nghiệp nhưng mà không ảnh hưởng, vì do công đức phóng sanh nó đã quá giải. Hay chỗ này nè quý vị, sanh, già, bệnh và chết, có phải quý vị sợ bệnh nhất không? Công nhận không? Sanh đã sanh ra rồi, còn già nó già từ từ phải không ạ? Còn chết nó chết cái xong rồi, đâu có thấy đau đớn nữa đâu. Nhưng mà có cái dạng người mà chết treo cổ, chết tự giận, chết dưới nước á, thì cái linh thức người ta cứ bị 7 ngày quay lại một lần, thì linh thức người ta rất là đau khổ. Nhưng mà riêng cái người mà khi còn sống mạnh khỏe như vậy, mà nếu mà đau bệnh là khổ nhất phải không ạ? Mà bệnh từ đâu mà vào? Bệnh từ miệng mà vào, bệnh tùng khẩu nhập. Họa từ đâu mà ra? Họa từ miệng mà ra. Cho nên ông bà mình mới nói là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Tùng là theo, từ miệng mà theo vào, mà từ miệng mà ra. Cho nên chúng tôi hôm nay sao gặp những cái nhân vật đặc biệt kính tinh phóng sanh và tin tưởng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đem lên đây để cho mọi người thấy là đây người thiệt, việc thiệt. Nhưng có nhiều người nói bây giờ tôi đâu có bệnh đâu mà tôi ăn chay, để chừng tôi bệnh rồi tôi mới ăn. Lý luận như vậy có được không? Không được.
Ngay bây giờ ăn để phòng bệnh, ngừa bệnh hơn chữa bệnh, để bệnh rồi mới chữa, không kịp. Mà ngay bây giờ ngừa bệnh thì làm gì có bệnh. Hôm nay quan trọng lắm á nghe. Hôm nay quan trọng lắm á. Hôm nay nghe cái buổi giảng này là quan trọng lắm á nghe. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta nghe cái bài buổi giảng này để chúng ta đầy đủ đức tin, để chúng ta ăn chay và làm biểu pháp cho gia đình mình, và từ từ khuyến khích làng xóm, và khuyến khích cho tất cả mọi người ai cũng ăn chay. Lắng nghe, hồi nãy chúng tôi nói trước khi đọc những lời của Ngài Ấn Quang nè, thì chúng tôi nói đến cái hành trạng và sự hóa thân ứng hiện của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư duy nhất có một vị đệ tử, đó là Bồ Tát cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở tại Đài Trung, Đài Loan. Và cái lúc Hòa Thượng Tịnh Không đến học á, thì Ngài Lý Bỉnh Nam này tầm khoảng vài ngàn người thôi. Nhưng mà khi học xong 10 năm á, thì Hòa Thượng Tịnh Không ra đi á, là bao nhiêu người? 300.000 người. Vía Quan Âm vừa rồi ở Đại Tùng Lâm 80.000 người, mình thấy như một cái biển người rồi. Mà 300.000 người. Rồi Hòa Thượng Tịnh Không đi một thời gian, quay về lại thăm Ngài Lý Bỉnh Nam á, là 500.000 người. Tăng ni có, Phật tử có. Dễ sợ không? Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Mà hầu như những lời của Ngài Ấn Quang nói, nó gần tương tự như là Ngài Đại Thế Chí. Gần tương tự như Ngài Đại Thế Chí. Ví dụ nè, Ấn Quang Đại Sư mới nói rằng là: đừng nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh, đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật, đừng nói niệm một Phật không bằng nhiều Phật. Thì Ngài Đại Thế Chí nói sao? Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện. Cái bất giả phương tiện này nó đồng với cái câu nói là: đừng nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh, đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật, đừng nói niệm một Phật không bằng nhiều Phật. Nhớ nghe. Tức là chúng tôi thấy những cái điều mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói nó gần na ná như là Ấn Quang. Ấn Quang Đại Sư nói những cái điều mà trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục này, nó na ná gần như là của Ngài Đại Thế Chí. Vì vậy chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, thì Hòa Thượng nói là trên cái mặt sự á, thì thân tướng của Ngài Đại Thế Chí khác với Ấn Quang, mà trên cái mặt lý á, thì chúng ta có thể chấp nhận được điều này. Thì những lời nói ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục này gần như là của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì chúng tôi đọc một cái đoạn này cho Chư Tôn Đức Tăng Ni nghe, những cái đoạn của Ngài Ấn Quang nói trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, và quý Phật tử lắng nghe nha. Trong ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Chút nữa chúng tôi phân tích vì sao trong tất cả các ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nhất. Chút nữa chúng tôi phân tích nha. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo nghiệp sát, dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hằng ngày ăn thịt tức là hằng ngày sát sinh. Ai trong này ăn thịt giơ tay coi. Ai trong này ăn chay giơ tay. Wow. Ai ăn chay trường giơ tay. Giỏi quá nha. Có một số người không giơ tay ăn gì ta. Lắng nghe nha. Giờ nghe lại lời tỏ nè. Không biết quý vị có duyên với tỏ Ấn Quang sao, cho mỗi lần chúng tôi đọc đến những lời của tỏ, tự nhiên gai ốc nó nổi lên nha. Có nhiều người nói tôi ăn chứ đâu có giết đâu. Nhưng mà lại trong này tỏ Ấn Quang nói là ăn cũng là cộng nghiệp sát sanh nè. Nghe lại nha. Trong các ác nghiệp chỉ có nghiệp sát là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp, dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hàng ngày ăn thịt chúng sanh tức là sát sinh. Nghe rõ ràng từng chữ từng câu nghe. Bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt, kẻ mổ thịt, kẻ săn bắn, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu người ăn thịt. Đều là cung cấp nhu cầu cho người ăn thịt. Họ giết hại thay cho mình. Họ giết hại thay cho mình. Ghê chưa? Giờ lắng nghe chúng ta phân tích nha. Bây giờ bắt đầu bị lắng nghe vô định rồi đó. Ai cũng hả mồm hả miệng hết đó đó. Nghe hay quá, hả mồm hả miệng rồi đó nghe. Trong các ác nghiệp
Ác nghiệp là gì? Là nghiệp không có thiện. Nghiệp không thiện là nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Đó là năm tội. Hả mà? Và tham sân si cũng là ác nghiệp. Ác nghiệp. Mười ác nghiệp. Mười ác nghiệp từ thân khẩu ý. Mười ác nghiệp. Chỉ có nghiệp sát là nặng nhất. Vì sao nghiệp sát nặng nhất? Vì giết chúng sanh, tức là giết cha mẹ của đời quá khứ, và giết Phật trong đời vị lai. Lắng nghe nghe. Năm 2010 qua Hồng Kông, gặp một vị thầy đứng ở trong tivi. Mà sao vị thầy này ông đẹp, mà gương mặt của ông hảo đẹp như Phật Dược Sư. Mỗi lần ra chợ là mua sạch sành xanh, không còn một con. Không có tiền cũng mua thiếu, ngày mai có tiền trả. Không biết ngày mai ở đâu ai cúng vô lại có tiền trả. Bởi vì ngài tin công đức phóng sanh đó quý vị à. Nhưng hôm nay chúng ta chưa công đức, chưa tin công đức phóng sanh. Có tiền cũng không dám phóng sanh, mà có cũng phóng sanh ít ít chứ không dám phóng sanh nhiều, sợ nó hết. Mà sao lại là thượng tọa này không có tiền mà dám mua nợ? Vì thượng tọa này tin công đức phóng sanh. Vì tin công đức phóng sanh cho nên ngày hôm sau có các vị Bồ Tát đem tiền đến cho trả. Hay lắm á ngàn. Mình không dám làm điều này phải không ạ? Chưa đủ đức tin phải không ạ? Chưa đủ đức tin cho nên thành ra mình phóng ít ít, hoặc giả có tiền khoảng 20 triệu cái phóng sanh khoảng 500 ngàn thôi. Còn thượng tọa này có 200 triệu ông làm sạch, 20 triệu ông làm sạch, và không có đủ tiền mua thiếu luôn. Ghê chưa? Nhìn gương mặt của thượng tọa hồng hào, tròn đầy, đẹp. Giác nhàn là không có cái cửa gì rồi đó. Không thật mà. Quý vị hôm nay thấy thầy như vậy mà thầy không có cái cửa gì đối với thượng tọa này. Mà thượng tọa nó làm sao? Lắng nghe nè. Phóng sanh là phóng Phật, sát sanh là sát Phật. Có phải mình ăn thịt chúng sanh là cộng nghiệp với việc giết sát sanh? Mà trong này Ấn Quang Đại Sư là người ta nói giết thay mình đúng không ạ? Thay vì mình trực tiếp giết mà người ta giết thay mình, giết giùm mình. Giết thay là giết giùm mình á. Biết sao bữa nay cái phóng sanh lần cuối cùng trong người chúng tôi nó có cảm xúc. Lạ nghe quý vị nghe. Lạ nghe. Lại xong một cái về lại tỉnh Thất Quan Âm, về lại trên khu chuyên tu, hai ngày sau nó hồi phục lại sức khỏe. Chúng tôi nói đợt này phải một tuần sau mới hồi phục sức khỏe, mà sao có hai ngày sau à? Vì sao vậy? Vì khi mình mệt, khi mình đau, khi mình bệnh, mình có sự vụ gì xảy ra thì cái công đức phóng sanh này nó ứng hiện liền để nó hóa giải. Còn khi mình có tiền là mình phải đi vào trong nhà thương, bệnh viện, bác sĩ chữa. Mà có nhiều lúc bác sĩ chữa không được. Hôm nay chúng tôi lấy một vị hòa thượng là Thượng Minh Hạ Chiếu, trưởng ban trị sự huyện Đức Trọng, trưởng ban tăng sự tỉnh Lâm Đồng, vừa rồi xuống tóc cho 25 chú tại tỉnh Thất Quan Âm. Hòa thượng làm bổn sư coi 25 chú này. Hòa thượng lấy chữ lót là Nhật. Còn hòa thượng Pháp Chiếu mà tịch rồi, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cũng thỉnh hòa thượng xuống tóc cho 70 chú, đặt pháp danh là Bửu. Hòa thượng Quảng Hiển xuống tóc 130 chú, đặt pháp danh chữ lót đầu tiên là Nhuận. Hơn 200 vị đó ở tại tỉnh Thất Quan Âm là chúng tôi thỉnh các vị hòa thượng đạo cao đức trọng đến xuất gia. Vì chúng tôi theo đường hướng của Ấn Tổ là không xuất gia cho ai, không quản tăng, không quản tự, không quản tài. Chỉ chuyên nhất một việc, đó là giảng kinh thuyết pháp. Chúng tôi có năng khiếu này. Cho nên nói tới nói lui rồi chúng tôi cũng quay vô cái chỗ Ấn Tổ. Ấn Tổ một đời chỉ có một vị cư sĩ đó, ngài Lý Bỉnh Nam, mà lại giáo hóa cho thành tựu. Mà thực sự thành tựu. Thưa quý vị, Hòa thượng Minh Chiếu, vừa rồi chúng tôi xuống bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi thăm. Trước khi đi lễ vía Quan Âm chúng tôi xuống thăm. Lắng nghe ngay chỗ này quan trọng nha. Bác sĩ nói là Hòa thượng nhồi máu cơ tim 2 lần, cho nên thành ra bây giờ phải mổ ra đưa cái máy trợ tim vô. Thì khi vào mổ, bác sĩ nói phải ký. Bởi vì
nguy hiểm tử vong nhiều hơn là sống lại. Lắng nghe nha. Thế mà nhờ cái công đức của hòa thượng tu hành, đến ngày hôm nay mà nhồi máu cơ tim 2 lần mà không chết, lấy cái máy đặt vô trong này để trợ tim, và đến bây giờ hòa thượng khỏe rồi. Và 2 con mắt, một con bị mù từ lâu và con này cũng mù luôn rồi, ăn người ta phải đúc. Đến hôm nay bác sĩ nói là không thể nào chích thuốc vô để sáng được. Bây giờ con mắt này nó hư luôn rồi, hư con bên này, giờ nó lây qua con bên này cũng hư. Vậy mà không biết sao chích thuốc hay như thế nào, mà chúng tôi nghĩ thuốc nó cũng không có quan trọng bằng là cái công đức của hòa thượng ăn chay bao nhiêu lâu nay, nhờ cái đức độ của hòa thượng mà bây giờ một con nó sáng lại. Thứ hai đã chích thêm một buổi nữa, mà bác sĩ đã tuyên bố là chích chỉ cầu may thôi. Vậy mà chích bữa nay sáng lại, mà đặc biệt ở huyện Đức Trọng, nhờ cái đức của hòa thượng mà đến ngày hôm nay 4.000 tăng ni quy tụ ở cái huyện Đức Trọng, nhất là cái xóm chùa Đại Ninh rất đông. Và hòa thượng có nói rằng ở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chỉ có cái chùa thầy mới nuôi được gần 1.000 cụ. Cái phước, cái duyên của thầy mà nuôi được cái cụ này rất là lớn. Vì vậy, nhờ cái đức như vậy cho nên thầy chiêu cảm toàn là anh hùng Lương Sơn Bạc đến với thầy không. Bao nhiêu chú? 400 chú. Chúng tôi cũng không ngờ có thể mà độ được các chú này. Nhất là chú Châu mà hôm trước, mấy năm trước quý vị nhớ không quý vị? Hôm nay cũng có đi dự, má chú cũng có đi nè. Thôi chú này là khỏi nói rồi, đúng là phải nói là bài bạc, đủ trò đủ chuyện. Đến nỗi mà đi qua bên sòng bài, ở bên một bài chung bên Campuchia mà ông quýnh bài hết tiền rồi làm gì? Cầm mạng luôn, 5.000 đô. Quýnh tiếp thua luôn. Rồi hết tiền rồi cuối cùng không biết làm gì nữa, đi ngủ với mấy BD kiếm tiền quýnh tiếp. Trời, hết chuyện luôn. Không có còn tưởng tượng ông này nói mà. Bởi vì đi ngủ BD một đêm là nó cho ông ít tiền ông quýnh. Nó đổi má chú mà khi gặp được cái đĩa chúng tôi là phát tâm ăn chay trường liền. Nói ông chồng là hôm nay tôi quyết định tôi ăn chay trường. Hôm nay tôi quyết định tụng kinh Vô Lượng Thọ, tôi lại sám hối. Để cho đứa con tôi quay đầu, tôi chỉ cứu nó bằng cách này. Lúc trước đi rao chợ cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn. Và gì? Lấy cái nón cái che che. Bây giờ đứa con mình đó, nó làm, nó quang đàn, nó phá phách, nó ngang ngạnh. Nó làm như vậy mình cũng mắc cỡ, mặc cảm. Ra chợ cái lấy cái nón che che, che che. Đến hôm nay niệm Phật lại Phật riết, không còn mắc cỡ nữa. Và chú này tự nhiên ông thấy chán hết rồi, không còn muốn cái gì nữa hết trơn. Mượn tiền người ta cũng không cho. Mấy BD nó cũng không cho ngủ, nó ghét sao không biết nữa. Có nghĩa là nó không có còn cái cửa nào sống nữa. Về tới nhà gặp chú Đăng, cái chú rủ lên chùa. Rồi ông cha ông nói một câu vậy nè: con ơi, con cái việc lên đi, nếu mà con tu không được, con không có ở trên chùa, con về lại đây cha vẫn nhận con. Quên hồi nãy giờ mới nhớ nè. Thượng tọa ông sống theo người dân quê, thấy chất phác thật thà, hoan hỷ. Đeo hoa cái nó khác thấy không? Bộ đeo hoa cái cho bộ dặn hay hơn đó nha. Con ơi, con có lên chùa thầy nhàn đi con. Nếu mà thầy không nhận được á, con về đây cha vẫn chấp nhận. Dầu cho con cái ngang đàn phá phách cỡ nào đi nữa, những người cha mẹ phong không bỏ mình. Nhưng mà nên nhớ nha, vậy mà con bỏ cha mẹ rất dễ dàng. Con hiện tại bây giờ 20 bà già ăn một chỗ, nằm một chỗ, ỉa đái một chỗ tại tỉnh Thất Quan Âm, con nó bỏ luôn. 800 bà già tại tỉnh Thất Quan Âm, con giao lên là xong, thầy làm gì đó làm đi. Bệnh hoạn đau ốm tất cả mọi thứ. Lạ. Nhưng mà chúng tôi có cái hạnh nguyện này, vì vậy cho nên Phật gia hộ cho chúng tôi đầy đủ điều kiện để lo cho các cụ. Bây giờ còn lại 350 cụ, 150 chú là 500 người. Phật vẫn gia hộ đầy đủ quý vị. Chúng tôi tin tưởng nếu cái tâm mình rộng lượng thì cảm với Phật,
cái phước của mình nó sẽ đủ để bảo bọc những con người trong gia đình của mình, trong một cái cộng đồng của mình. Chúng tôi tin tưởng. Mà không biết vì sao 800 cụ lúc trước không thấy bệnh. Vì sao? Vì ăn chay, hàng ngày phóng sanh. Chứ nếu mà 800 cụ này thay phiên đi lên bệnh viện Hoàng Mỹ ở trên Đà Lạt, cũng như là bệnh viện đa khoa trên tỉnh Lâm Đồng, hàng ngày thay phiên đi 3-4 cụ, 5-7 cụ, chắc chúng tôi cũng mạt sập chùa. Tiền đâu chữa? Vậy mà sao không thấy bệnh? Mua mấy viên thuốc bỏ trong cái phòng y tế, vô uống hết bệnh, cảm cảm sơ sơ. Có một cái bà, cái đầu của bà như con dịch, bởi vì lúc trước bà chuyên môn làm cháo dịch, mà mua dịch bên ngoài về đó thì ba thì nó mắc, người ta làm rồi người ta bán nó mắc, nhưng mà mua dịch sống á, ở những cái trại mang về làm thì nó rẻ, mà mình lựa dịch ngon cho người ta ăn nữa, cho nên cái bà này bán cháo dịch rất ngon. Riết thời gian cái đầu bả như con dịch á, vừa đi mà vừa nhảy nhạc điệu disco, nhúng 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 nhúng. Mà bà đi thầy nói quý vị là thầy không phải chê bà, mà bà đi như con dịch, cái mông bà thì lắc 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 như cái đuôi con dịch, cái đầu càng ngút càng ngút càng ngút. Cái hình ảnh này có tỉnh Thất Quan Âm chúng tôi mới nói nha. Con á, nó không có thể lo được nữa, mà bán dịch mấy chục năm nuôi một đàn con, mà con cái hôm nay được công danh sự nghiệp đã là thành công rồi, hôm nay nó kêu bà lên chùa đi, rồi nó để bà cho nó luôn. Mà bà nói mắc cười lắm, nước miếng nó cứ chảy ra, không có cầm được. Vậy mà bà lên bà niệm Phật một thời gian, bà hết bệnh ngút ngút lắc đầu, và bà hết bệnh luôn quý vị. Tại tỉnh Thất Quan Âm. Vì sao vậy? Cái chuyện này hơi khó tin. Phải có bác sĩ chữa, có thuốc uống mới hết chứ. Không phải. Cái bệnh này bác sĩ chữa không được, bởi vì cái bệnh này là do nghiệp. Nghiệp này là nấu cháo dịch, giết dịch, cái nghiệp đó là nghiệp sát sanh. Cho nên chỉ có công đức Phật hiệu và công đức phóng sanh ăn chay nó mới hóa giải được. Nhớ nha, nhớ cái công thức này nha. Công thức này. Cho nên mới nói là khi cái nghiệp sát sanh nặng là bởi vì nó phản hồi lại, chúng ta bị bệnh và thọ mạng ngắn. Thọ mạng ngắn và sanh ra bệnh hoạn, thì giàu cho quý vị có của cải vật chất châu báu ngọc ngà đầy đủ, quý vị có hưởng được không? Nằm chỗ sao ăn được món gì mà hưởng? Thọ mạng ngắn chết sớm làm sao mà hưởng? Đó, thì Phật mới nói rằng là sát nghiệp là nặng nhất. Nặng nhất bởi vì cái nhân quả phản hồi là đau bệnh và thọ mạng ngắn. Lắng nghe nha, lắng nghe nha. Ở trong này á, Tòa Án Quang chỉ có nói rằng là trong các ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Thì chúng tôi hỏi vì lý do gì nặng? Vì sát nghiệp là nhân, thì phản hồi cái quả là đau bệnh. Đau bệnh nghiệp nặng không? Nặng không? Nặng chứ. Cảm thôi là thấy khó chịu rồi đó. Bất cứ cái bệnh hoạn gì nó cũng đau đớn khó chịu. Và thọ mạng ngắn, mình không có thể hưởng những cái của cải của mình, mình chết sớm. Phải nghiệp nặng không? Nặng nhất, đúng rồi. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo nghiệp sát. Có nhiều người nói làm sao? Tôi đâu có giết gà, giết vịt, giết heo đâu. Và tôi đang ăn chay đây nè, tôi á, là không có cần phóng sanh nữa. Bởi vì tôi ăn chay tôi đâu có sát sanh nữa đâu mà tôi phóng sanh. Phải phóng sanh để trả nợ cũ. Còn ăn chay mới có trị ác thôi. Mà phải tác thiện là phóng sanh để trả cái nợ cũ của những năm trước mình ăn thịt chúng sanh. Và dẫu cho mình không ăn thịt chúng sanh nữa, mình nằm trong bụng mẹ, mà mẹ mình vì mình phải ăn thịt ăn cá để nuôi cái thai, có phải vì mình cũng cộng nghiệp sát sanh không? Có không? Có.